Cái không gian nó hơi nóng chút, buổi trưa thì nó nóng, nè ăn buổi tối thì được. Hơi nóng. Gà thì cũng lấy mọi nơi hết trơn á, mới thu nhập được gà ngon, rồi ra lò giết mổ, rồi mới giao đến cho mình. Gà ta không à, ông anh mình là ông chọn là gà ta không, ông chọn gà ta không rồi cũng để phân biệt ra gà ngon nên phải lấy nhiều nơi, nhưng mà đều qua lò giết mổ hết, nước lèo đồ này nọ của chị là toàn không có một cái gì từ luộc gà với luộc xương ra, đây là tự làm hết đó. Như quán nhà là mọi thực khách đồ ăn là yên tâm luôn. Thì miếng của chị nó không có mềm nhũn như mấy cái miếng mà bún tàu mà trong những nhà mình hay nấu á. Tại miếng này rồi là miếng gia truyền của người Bắc á, nên hàng chị cũng vừa lai Nam vừa lai Bắc, cái khẩu vị bây giờ người ta thích. Anh ăn đây cũng khoảng 20 năm rồi, thì lúc quay về cũng vậy. Hồi xưa ở đây anh cũng ăn, mà lúc anh đi nước ngoài về ghé đây cũng mới về ghé đây ăn luôn. Không hiểu nữa, mà ăn thấy cái miếng gà, tại vì chắc người ta bán số lượng gà nhiều, cái nước gà người ta nấu, cái nước súp thì nó thơm, nó ngon, anh thích. Thì anh thấy nó cũng vừa miệng. Nói chung thịt gà đây thì nó ngon, nó dai, nó không có bở như những chỗ khác. Nước anh thì nó ngọt, nó vừa miệng. Giá cả thì nó cũng không gọi là mắc lắm, nói chung cũng vừa, nó cũng thuộc dạng bình dân, nhưng mà cái không gian nó hơi nóng chút, buổi trưa thì nó nóng, nên ăn buổi tối thì được. Món ăn đây thì anh thấy là ngon và hợp vệ sinh, nước dùng với lại thịt thì thịt gà rất là chất lượng, gà nó dai giống như gà ta mình.